Đây đây à? Ủa nó chạy vắt đây thằng đi. Vâng. Nhưng mà nó chạy qua cái khoan kia. Nhưng mà nó dài không ạ? Đó. To à? Lắm còn dân đây. Bác nó ăn tầm khoảng bao nhiêu cân? To à, phải bắt bắt tay nó dài. Bắt tay à? Ôi. Này. Anh chờ ơi. Con này phải tầm 5-6 cân anh ạ. Chính xác nó chả bá này mà. Ui. Nó nổ từ dưới nó lên. Nhìn không? Đấy. Ui trời ơi, trứng rắn anh trời ơi. Còn đợi ngã cả xuống đây anh trời nhá. Đúng rồi. Ui trứng rắn rồi. Vâng, bác có thấy nó trườn từ đây ra đây à? Nó chạy quét đây thằng đi. Vâng. Nhưng mà nó chạy qua cái khoan kia. Nhưng mà nó dài không ạ? Đó. To à? Lắm còn dân đây. Bác nó ăn tầm khoảng bao nhiêu cân? To à, phải bắt tay nó dài. Bắt tay à? Nhiều không? Người gặp không phải là vâng, bọn cháu cũng có giải bẫy quanh khu đây mà. Ừ. Bắp không phải một người. Vâng, bắp tay ngựa. To lắm, con này to lắm. Thì con này nó ở đây nó mấy năm rồi. Vâng, mấy năm rồi bác. Nhiều người gặp rồi chứ còn không thì quán ở trong này. Trong này có cái cống. Vâng. Cống bờ gạch đấy. Vâng. To lắm, nếu bắt được con này thì to lắm. Vâng. Mà bắp tay ngựa bác. Ừ, thỉnh thoảng thôi này, nhiều người gặp thôi, mình nhà cũng gặp. Vâng. Bằng bắp tay sợ về lấy bẫy đi về lấy bẫy để xem nào để kiểm tra xung quanh xem nào bằng bắp bộ bằng bắp tay cơ sợ thế con này 5 cân bắp tay thì 5 cân ờ, thì đến khu này rất là hoang vu mà họ mang ngắn người như tầm đấy hôm ba kêu anh này thì chắc không phải thì chắc là một con trâu hai cân. Để em ra hỏi bác xem là màu nó màu gì. Hai anh cứ lần đi nhá, để em ra hỏi bác xem là màu gì. Khu này nó rậm rạp lắm rồi. Bác có nhận dạng là màu nó màu gì không ạ? Màu xám hay là màu đen hay là màu vàng đen vàng đen vàng trắng à? Ồ, con này nó nâu nâu. Lâu lâu à? Lâu lâu thế chắc màu mang. Đúng không? Con này to ạ. Vâng. Không hiếm quá trồng con này. Vâng. Nói chung khu này nhiều rắn. Vâng. Là bác nhìn thấy nó bỏ qua đường rồi đấy à? Nhiều người gặp chứ người mình nhà. Vâng vâng. To lắm con này trồng hại lắm. Nghe mấy đâu? Cháu ở Thăng Long ấy thôi, Thăng Long. À đâu đâu? Cháu bên Trung Hòa. Ấy. Trung Hòa cháu không biết mày. Cháu từ con bác thằng biết được cháu. Đây. Thế là khác từng tuổi thì chắc thằng bác không biết nhưng mà bác có biết ông Tôn không? Tôn cá gì? Không tôn ông Tôn với ông Quân ấy. Cháu ông ngoại ông Tư mà. Đích. Vâng. Ông Tôn. Vâng. Quân. Quân Tư với Châu nhà là chú. Vâng vâng. Có thể mày Quân bác nào? Cháu con bố đạo nhưng mà bố cháu mất rồi. À. Bố đấy mất đâu rồi chứ nhỉ? Bố cháu mất được hơn năm rồi. Ừ. Vâng. Cũng là nàng nhỉ? Vâng, cháu ở Trung Hòa. Ừ. Đấy như con này đâu ạ? Vâng. Không phải mình nhặt cú gặp. Ui mẹ nó mua mới chạy. Nhưng con này khả năng nó ở đây mấy năm này. Vâng, thế bọn cháu lần xung quanh hay thế nào ạ? Đấy cứ đánh thôi. Vâng, vâng, có gì bọn cháu đặt bẫy. Con này nhiều người gặp không? Có hiện tượng gì không anh ơi? Bẫy nha, mình làm bẫy. Cầm bẫy tải. Ừ, lên cầm bẫy lên đây đặt nhá. Cái này là chỉ cầm bẫy tải thôi. Mình kia trông mình kia đẹp. Giờ chỉ cầm bẫy to tải. Con này bẫy bắn là đang không hết đó. Vâng vâng vâng, bọn cháu tiếp vào trong vác, tiếp vào trong vác bẫy dài này ạ. Bọn cháu bẫy hàng khủng mà. Anh em mình có thiết kế nhiều cái bẫy mà đặt chuyên về hàng khủng mà. Ấy chỗ này đẹp anh chưa? Hay làm phát ở đây, về lấy bẫy đặt phát đây. Thì anh em mình về lấy bẫy đặt phát đây. Đây là hai bẫy to. Hai bẫy to hai bên. Vâng ạ, anh em mình con này nó lộ lắm. Anh em mình có nghe bác kể là thấy con rắn to lắm, không dùng bắp tay cơ. À, bỏ qua đây được khá là nhiều rồi, nói chung là nhiều người nhìn thấy. Nhưng mà anh em mình giờ lần như này thì nó cũng là không thể lần được nên quyết định đặt bẫy. Tí nhà mình sẽ đặt bẫy như thế nào. Quên chơi, phải lần bẫy lên chuẩn bẫy ở đây đặt đi. Ở trước đặt một cái ở đây nhưng mà mất. Hoàng phú này anh. Thôi đi về lấy bẫy đặt anh nha. Đi về lấy bẫy đặt đi. Mọi người anh em mình đã về chuẩn bẫy từ chỗ khác đây, nghe là theo lời kể của bác ấy, thì con nó rất là to đây. Giờ trước anh em mình có giải bẫy đây nhưng nó bị mất đấy, nên là thu về. À vâng. Nó mất đấy, không có đấy. Một
sang kia đi quay cả hai bên. Đây anh Trường đang rẽ bên đây một cái, nghĩa là anh em mình sẽ quay bên đây. Không sao bắt được con này to đấy. Yeah. Trước đặt một cái ở đây mất này. Đấy, kiếm chỗ hẹ hẹ đấy. Kiếm chỗ hẹ hẹ đấy, đặt chỗ gì gì đấy. Mày ơi. Ta. Anh ơi. Ta. Xác to hả anh? Đây, ui đây, đây có xác anh ơi. Đây có xác rắn này. Nhưng con này bé. Đây, nhưng con này bé. Ui đây, cái lưỡi đây, cái lưỡi này. Nhưng mà con này con bé anh ạ. Đâu em sang xem cái xác đây xem. Anh Trường đặt một cái đấy anh Trường nhá. Để điểm đéo không anh Trường. Đâu rồi? Hả? Mất hút đâu rồi? Sao giúp cái này đặt đấy. Ừ anh đặt một cái đấy em sang xem em sang xác anh đấy chưa. Đi bắt con ấy thôi. Đâu anh ơi? Ui giời ơi. Này. Em. Anh chờ ơi. Con này phải tầm 5-6 cân anh ạ. Vì xác nó chả bá này mà. Ui. Nó nổ từ dưới nó lên. Hay rồi. Ui giời ơi. Cái nổ từ trên nổ xuống. To. Này to vậy. To dã man. Ui con này. Nó đây đâu. To đi. Anh chờ lên xem ngắm con này em tầm đoán được bao cân. Nhìn to phí chưa. Con này bé nhất phải 4 cân anh ạ. Đây. To thế nhỉ mày. To à, dài. Ui giời. Mẹ con này chà bá luôn này chưa. Đúng một bác cái trong chắn rồi. Sao con này nó 4 cân thật thì to thế. 4-5 cân đấy. Ui giời bọc mà. Nó một bắp tay. Ui giời. To thật. Tôi có bắt đây. Hay để anh xuống kiếm kiếm cái bẫy. Đặt đốt cái bẫy. Đây có hơn có cả cặp ly cặp long đấy nhỉ. Ơ, bình tĩnh anh ơi. Cái này nó hỗng hỗng nó trượt. Đó. Đâu rồi, để em xuống. Thế cái gì đó. Nhìn sâu thế nhỉ, nguy hiểm quá. Em chưa nhìn thấy. Thôi anh thử với cành cây thôi. Chưa nhìn cái gì ngắn. Nhìn không? Đây. Ui anh chờ ơi, trứng rắn anh chờ ơi. Trứng rắn á? Trứng anh chờ ấy em có phải trứng rắn không? Em nhìn giống trứng rắn không? Từ từ bơi bơi nó có rắn mẹ đây. Cẩn thận nhá. Ui. Ấy thì từ bơi 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 đây xem này. Bơi cả đây xem. Bơi lên đây xem. Đâu xem. Có đợi ngã cả xuống đây chờ nhá. Đủ nó. Ui trứng rắn rồi. Trứng rắn rồi, sao đẻ đây, chưa đẻ đâu. Ui, trứng rắn rồi. Ui quả to thế. Ui to thế. Ui ổ to thế. Này đúng ổ, này đúng không mang. Ừ. To thế, họ cho quả dài mà. Đúng không mang, to to thế. Này đúng không mang. Thưa bác đúng bỏ ấy, đúng là con không lo đây rồi mọi người. Nó đẻ cả trứng ở đây. To chưa? Đúng không mang. Không mang. Không lo. Chúng họ cho dài nữa. 2, 4, 6, 10 quả. 10 quả, đúng rồi, 10 quả. Anh Trường kiểm tra kỹ cẩn thận, nó có rắn ở đây nhá. Nó hay cành trứng lắm ấy. Hay đặt luôn cái bẫy ở đây nhỉ. Ở đây á. Về bên trong, vẫn dài trong đặt rồi đấy. Được rồi. Còn sao đó, anh em mình chưa bắt được con này mọi người nhá. Chứ con này là khá to, cái xác nó chà bá như này mà. Đây, mọi người nhìn cái xác nó chà bá như này mà. Tỏ dã man luôn, sợ. Để anh đích cầm cái xem. Tỏ dã man.
sợ nhỉ. Hơn cổ tay anh. Tổ hơn cổ tay. Ừ. Vâng cổ tay. Sau sau đó anh em mình sẽ bắt được con này mọi người ạ. Khủng bố nhỉ. Anh chờ rúi cẩn thận nhá, xong vùi vùi ấy này, nó có tổ trứng ở đây luôn. Bảy bộ tổ à. Ừ. Tổ trứng này. Thích chứ nhỉ. Sao nó có màu đỏ đỏ này nhỉ. Nó ấp đi. Đâu, con nó ấy. Nó có trâu không? Dạ. Rắn nó có trâu. Có trâu ấy, rắn lại rắn nó có trâu. Đây trứng cũng trứng hổ mang anh chưa? Trứng hổ mang. Con đó kìa. Chi chi. Ui thì dã man thế. Đây lấy này lấy nước này. Sợ gì? Tổ cái xác là tổ thế. Thế đúng nhiều người nhìn thấy là có thật anh chưa? Chứ người chứ không không các bác không có nói đùa với nhà mình. Khủng bố. Vừa bên kia có hai xác bé tí anh. Để anh ra. Ông sao nói anh bắt được con khổng lồ này. Được chưa? Rồi đã thì gắn mất nữa. Đây chai này anh ấy. Và nhìn tôi đẻ là trứng ở đây mọi người. Sợ nhỉ. Có dấu hiệu gì không anh nhất chơi? Có dấu hiệu gì không? Hồi trước có mắt anh mình đặt hai cái bẫy đấy á. Mong sao nó bắt được con khổng lồ này mọi người ạ. Con này em thấy giá phải tầm 4 cân anh ạ. Hai em mình phải cầm hai cái nổ bẫy. Lại cỡ lớn. Tại vì nghe thấy bác bảo đấy là ai mình là cầm bẫy hạt cúng này. Hình như nó sinh sôi đẻ lá ở đây luôn. Có hiện tượng gì không anh Đức ơi? Có hiện tượng gì không? Đâu lạc đâu. Không sao nó bắt được con này. Tổ này đúng hổ bàng ngăn. Có đường đi luôn à? Ngắn. Thì mọi người ạ, cái clip này anh em mình xin dừng đây thôi nhá. Theo lời bác kể thì là nhiều người nhìn thấy rắn bỏ qua đây mọi người ạ. Nên là anh em mình quyết định đặt hai cái bẫy xem là tình hình nó như thế nào. Về lấy thêm bẫy cho em. Nhìn đường đất nó lại chuẩn. Đâu? Đây nhìn đất nó chuẩn. Chuẩn ở đây. Tôi về lấy thêm bẫy có nhiều cái đẹp lắm. Hay đặt một cái đây đi, hay phải lấy một cái đặt đây. Thôi, đấy. Chỗ này trườn đẹp. Hai ba nữa, anh mình đi thăm. Ui, anh trời ơi. Anh đi chuyện, như con này này có rắn ở, chung rắn ở sao này. Đâu, đâu, đây, 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 đây. Nhưng mà cái ổ này như hóng rồi sao. Ừ. Đúng rồi, thôi, nó phơi ở đây bị hóng rồi. Hóng rồi. Hay con gì nó tha anh. Chỗ này hóng rồi, hóng rồi. Nghe đây, sao này? Anh trường anh đẻ trứng này. Đây cũng. Ui, đây là hai ổ mọi người ạ. Ở này có mấy quả nhưng mà hỏng hết à. Hỏng à, hỏng, hỏng, hỏng. Kinh khủng, cái con này to chà bá mọi người. Trứng nó khá là nhiều. Đây này, đáy rác đây. Ừ, ui giời. Hỏng, chứ này hỏng. Đây bị chuột nó tha rồi, bị chuột nó tha rồi. Chứ này chứ không mang. Hỏng. Khô cong rắn. Ấy. Chứ này đúng chứ không mang luôn. Họ trâu mọi người cứ nhìn coi quá nó nhỏ và dài, nó không được to. Ừ. Này cái này nó to đều đây đều này mà đéo quá to này. Thôi trước mắt anh mình cứ đi về xong hai ba đứa kiểm tra. Thì mọi người ạ, cái clip này anh em mình xin dừng đây thôi nhá, mong sao nó bắt được cái con khổng lồ này. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá.